Hóa ra, những chiếc F-16 mà các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng gặp phải các vấn đề mà những khách hàng của vũ khí Mỹ thường kêu trời vì sự đa nghi và quan điểm trói buộc của Washington. Chào mừng các khán thính giả đã quay trở lại kênh Sao Đỏ TV trong bản tin ngày 31 tháng 10 để cùng cập nhật các thông tin mới liên quan tới các hệ thống vũ khí tiên tiến mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine. Nổi bật trong số đó là mẫu tiêm kích F-16 được truyền thông Ukraine coi là cứu cánh cho quốc gia này, thậm chí kỳ vọng nó có thể thay đổi cán cân quân sự hiện nay với Nga. Như đã biết, sau khi nhận được cái gật đầu từ Mỹ, kể từ giữa năm ngoái, Mỹ và các đồng minh bắt đầu cung cấp gói huấn luyện phi công Ukraine vận hành F-16. Cuối năm ngoái, Đan Mạch đã cam kết cung cấp 19 chiếc F-16 cũ cho Ukraine, Hà Lan cũng tuyên bố sẽ cố gắng cung cấp 42 chiếc, cũng như cung cấp phụ tùng và đào tạo phi công. Nối tiếp đó, Na Uy đã nhất trí sẽ viện trợ 2 chiếc F-16 phục vụ huấn luyện và sẽ viện trợ tổng cộng 6 chiếc cho Ukraine. Nước Bỉ cũng khẳng định sẽ gửi 30 chiếc F-16 đã qua sử dụng cho Kiev vào năm 2028. Hy Lạp cũng nhất trí sẽ gửi 32 chiếc F-16 đã ngừng hoạt động cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Rất nhanh, con số F-16 mà Kiev dự kiến nhận được đã tăng vùn vụt lên con số 129 chiếc sẽ nhận giải rác từ nay tới các năm tới. Tính đến tháng 8 năm 2024, Ukraine đã nhận được 10 chiếc F-16 và 6 phi công đã hoàn thành khóa huấn luyện. Đến cuối năm 2024, dự kiến họ sẽ có 20 chiếc F-16. Tất cả các máy bay F-16 đều là hàng cũ đã qua sử dụng ít nhất 3 thập kỷ, bao gồm phần lớn là các phiên bản F-16AM 1 chỗ ngồi và F-16BM loại 2 chỗ ngồi thuộc gói nâng cấp Block 15 MLU. Đây là gói nâng cấp số F-16AB xuất khẩu cho các nước châu Âu vào cuối thập niên 80. Sau nâng cấp, cấu hình các máy bay này được coi là tương đương thế hệ F-16CD Block 50-52 hiện đại, có khả năng sử dụng tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar kiểu AIM-120, cải thiện hiệu suất, độ tin cậy, yếu tố bảo trì, bảo dưỡng. Chìa khóa quan trọng nhất của gói nâng cấp là bổ sung các máy tính nhiệm vụ với bộ vi xử lý tốc độ cao, hệ thống nhận diện địch ta cũng như tổ hợp radar APG-66V2A tăng tầm chính xác có thể theo dõi trong khi dẫn đường cho tên lửa hạ mục tiêu. Điều quan trọng với việc nhận được F-16, Ukraine giờ đây có thể thuận lợi tích hợp các công nghệ vũ khí dẫn đường thông minh hoàn chỉnh từ phương Tây, cho phép tiến công hiệu quả các máy bay cũng như mục tiêu mặt đất của phía Nga. Trước đó, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số loại bom đạn thông minh bao gồm tên lửa chống bức xạ AGM-88 Ham, bom dẫn đường GBU để tích hợp cho máy bay tiêm kích Su-27 và MiG-29 hệ Nga Sổ. Do không tương thích hoàn toàn hệ thống điều khiển hỏa lực đã làm giảm hiệu quả vũ khí hàng không thông minh của phương Tây. Nhưng giờ đây, với F-16, Kiev có thể kỳ vọng vào những giải pháp hiệu quả hơn mà vũ khí phương Tây mang lại trên chiến trường. Ví dụ như, theo cấu hình hiện nay, F-16 có khả năng triển khai các tên lửa hành trình đối đất tầm xa, có khả năng tiến công hủy diệt các mục tiêu giá trị cao. Nổi bật là mẫu tên lửa hành trình tàng hình AGM-158A GRSSM, một công nghệ hàng không mới của Mỹ được đưa vào trang bị từ năm 2003. Mẫu tên lửa có giá trị lên tới 1,6 triệu đô mỗi quả, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương, tiến công các mục tiêu kiên cố như bong ke, hầm ngầm, nằm sâu trong hậu cứ của đối phương. Tên lửa nặng 1,2 tấn, dài 4,28 mét, sải cánh 2,7 mét, trang bị đầu đạn xuyên nặng nửa tấn, đa tầm bắn cực đại 926 km, bán kính lệch mục tiêu không quá 3 mét với hệ thống dẫn đường quán tính, vệ tinh kết hợp với đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt phá cuối. Đặc biệt, tên lửa có thể kết nối dữ liệu với máy bay thông qua chuẩn liên kết Link 16 cho phép tên lửa truyền vị trí, trạng thái về cho máy bay mang phóng giúp đánh giá tốt hơn về thiệt hại. Rất thức thời, vào tháng 8 năm 2024 đã có tin về việc Ukraine muốn Mỹ cung cấp loại vũ khí đặc biệt này cho họ. Do vậy, một báo cáo mới đây cho biết, xem ra người Mỹ trợ giúp dân lớn cho Ukraine nhưng họ vẫn có sự đề phòng nhất định, bất chấp việc Kiev luôn khao khát làm đồng minh số 1 của nước Mỹ. Cụ thể, các máy bay F-16 mà khối đồng minh ở châu Âu cung cấp cho Ukraine hiện nay đã bị cắt bỏ hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật Link 16, một thành phần tối quan trọng về tác chiến không quân cũng như việc sử dụng một số loại vũ khí chiến lược. Theo định nghĩa sơ bộ, Link 16 là mạng liên kết dữ liệu chiến thuật quân sự cho phép máy bay, tàu chiến và lực lượng mặt đất trao đổi hình ảnh chiến thuật của họ gần như theo thời gian thực. Nó cũng hỗ trợ trao đổi tin nhắn văn bản, hình ảnh và giọng nói. Hiện nay, Link 16 được chuẩn hóa trên hầu hết các phương tiện chiến tranh của Mỹ và một số nước đồng minh NATO, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu chiến, hệ thống phòng thủ tên lửa, vũ khí hàng không chiến thuật.
Được biết, để phát huy tối đa hiệu quả của tên lửa hành trình AGM-158 GRSSM thì máy bay cần có chuẩn Link 16. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng NATO và Mỹ tại châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của Link 16 trong việc đảm bảo thành công các hoạt động phòng không, giúp trao đổi dữ liệu mục tiêu cũng như tình hình chiến đấu nhanh chóng và chính xác. Hệ thống được thiết kế để chia sẻ thông tin quan trọng theo thời gian thực như vị trí ta, bạn, thù, giữa máy bay, tàu chiến và lực lượng chiến đấu mặt đất. Đường truyền vô tuyến an toàn này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng cho các hoạt động chung, kể cả trong các tình huống chiến đấu phức tạp. Link 16 có thể sử dụng để giao tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy ngay cả khi có nhiễu điện tử. Nó tích hợp liền mạch với các vũ khí tiến công và phòng thủ như máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot, cung cấp toàn cảnh chiến trường để giảm thiểu sự cố trong phối hợp. Tuy nhiên, việc thiếu Link 16 đã hạn chế đáng kể hiệu quả chiến đấu của máy bay F-16 mà Ukraine nhận được từ các đồng minh bao gồm Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy. Nếu được Washington bật đèn xanh, Kiev có thể dùng tên lửa AGM-158 để tiến công sâu vào lãnh thổ Nga. Vì vậy, vai trò của Link 16 trong việc phối hợp chiến trường là không thể thiếu. Nhưng do không có hệ thống tiên tiến này, Ukraine phải đối mặt với nguy cơ thương vong cao hơn vì thiếu thông tin liên lạc kịp thời và bảo mật. Ví dụ, nếu không quân Ukraine không có Link 16, họ sẽ gặp khó khăn trong việc phối hợp cả hoạt động trên không và trên bộ, bởi hệ thống này rất quan trọng đối với việc trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa máy bay, lực lượng mặt đất và các đơn vị phòng không. Thiếu nó, các phi công Ukraine sẽ bỏ lỡ thông tin chiến đấu quan trọng. Về cơ bản, hiệu quả của F-16 có thể bị ảnh hưởng vì phải dựa vào các phương pháp liên lạc cũ hơn, chậm hơn, làm suy giảm khả năng phản ứng nhanh trước mối đe dọa và bỏ sót các mục tiêu quan trọng. Hơn nữa, việc thiếu Link 16 sẽ cản trở sự hợp tác với các lực lượng của NATO vì nó được áp dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn của NATO. Không quân Ukraine sẽ thấy mình bị cô lập về mặt phối hợp chiến thuật và chia sẻ thông tin tình báo về NATO. Theo một số đánh giá, việc Mỹ không chia sẻ công nghệ Link 16 trên tiêm kích F-16 viện trợ cho Ukraine không hẳn xuất phát từ sự không tin tưởng Kiev mà là do lo sợ việc bị lộ lọt bí mật công nghệ. Theo đó, Mỹ lo ngại Nga có thể phát hiện và xâm phạm công nghệ của mình bởi dù hệ thống sử dụng thông tin liên lạc được mã hóa nhưng không có gì an toàn tuyệt đối, đặc biệt là trong một số tình huống nhất định. Một rủi ro khác đó là nếu các máy bay F-16 bị bắn hạ trên chiến trường rơi ở khu vực Nga kiểm soát. Đây sẽ là cơ hội trời cho để người Nga nắm các bí mật công nghệ, hệ thống liên lạc chỉ huy chiến trường. Ngoài ra, Nga nổi tiếng về tác chiến điện tử bao gồm khả năng đánh chặn và phân tích tín hiệu. Trong các tình huống chiến đấu thực tế, họ có thể sẽ cố gắng đánh chặn hoặc phá vỡ thông tin liên lạc nhằm mục đích thu thập dữ liệu chi tiết về tần số, phương pháp mã hóa và cấu trúc mạng của hệ thống. Bằng cách liên tục theo dõi dữ liệu này, các chuyên gia Nga có thể xác định các lỗ hổng để phục vụ những cuộc tiến công mạng trong tương lai hoặc thậm chí phát triển các biện pháp đối phó điện tử. Nói chung, có hàng tá lý do đáng lo ngại để khiến người Mỹ quyết định cắt bớt chuẩn liên kết dữ liệu Link 16 trên các máy bay F-16 viện trợ cho Ukraine. An ninh, bí mật quân sự của Liên minh quân sự NATO quan trọng hơn nhiều so với một đồng minh ngoài khối, bất kể điều đó có hạn chế bớt năng lực của F-16.